cái shape nó đẹp hay không là nó quan trọng là lúc mình đắp bột này, mình đắp bột này. Cái lúc mình đắp bột này nó làm cho cái shape nó đẹp, hiểu không? Đó, mình phải hiểu được cái vấn đề là mình đừng có nói mình đắp đại lên đây xong mình dũa, không có đẹp đâu. Nó không có đẹp là tại vì sao? Khi mình dũa nó không có đều. Thứ hai nữa là nó cứng quá, mình dũa nhiều nó mỏi tay đó. Mình lắp bột mình nhớ cố gắng, phải không? Mình ém nó vô này đó, mình ém vô cho nó vô trong này đó. Thấy chưa? Móng nó ngắn hay nó dài cũng vậy, cũng phải từ từ, không cần phải gấp. Mình canh từ cái mép này nó ra đây nó phải thẳng rồi đó, mình đi vuốt sao lập cho nó thẳng. Nè, mình ém vô cho nó thẳng. Ví dụ cái tip mình nó dư kệ đó, nó dư tí xíu mình dũa lại nó hết, ok. Đó, mình phải cho nó thẳng cái shape của mình, chứ đừng có làm nó bè ra nó không có đẹp. Nếu cố gắng là mình chỉ rất là cặn kẽ đó, là mình lấy cái cục bột thấy nó thẳng không, thấy cái móng nó thẳng không đó, nó thẳng từ trong ra ngoài không đó. Nó thẳng như vậy thì nó mới đẹp được cái móng, tại vì những cái móng này rất là khó làm. Anh chị em thấy cái móng này không? nó có móng đó, nhưng mà nó đắp lên mà nó đắp không đúng nó sẽ bị dày á. Đắp cái này mà nó không đúng là nó sẽ bị dày. Ok, bây giờ mình làm cái màu này là A16. Nè, A16 một phiên rất là đẹp. Nè, bỏ lên nè. Màu này là dễ làm lắm. Bỏ vuốt nhẹ cái là nó ra thôi. Thấy chưa? Đó. Bỏ thêm cục nữa nè. Cục nữa lên màu đẹp nè. Lên cục màu nó đẹp nè. Đó, bỏ lên nè, thấm nè. Bỏ lên nè. Nè, đập nè, đập, kéo nè. Đó, kéo cái tay mình phải nhẹ nhàng. Kéo nè, đó. Nhớ là phải kéo vô chứ đừng có kéo ra nha. Thấy không? Nhìn nhức nách luôn. Màu này một phiên đẹp lắm. Anh chị em nào có nhu cầu muốn mua này về làm thì nhớ gọi số điện thoại 832-216-7717 ha. Mấy cái màu này rất là đẹp, rất là natural, nhìn cái bàn tay nó phiên mà phiên nhẹ nhàng, phiên nó có tí xíu clear trong này. Nó rất là đẹp. Nhìn thấy không? Móng của tình yêu gấp, khi tình yêu gấp lúc nào tình yêu cũng làm thẳng hai bên cái góc này, hai bên nó thẳng này. Tí xíu mình dũa lại nó thẳng băng lại nó đẹp lắm, nhớ nha. Rồi, hôm nay anh chị em cũng coi nhiều quá ha, tại vì tưởng hôm nay anh chị em bận chứ. Thì ra là anh chị em cũng không có bận lắm đúng không? Đệ tử xin chào sư phụ. Trần Vũ ơi, chưa có cúng gà nha. Trần Vũ phải cúng gà mới được. Cúng gà rồi cúng heo rồi đàng hoàng nha mới gọi sư phụ nha. Chứ không phải đệ tử gọi sư phụ một cái là ra liền được đâu. Giờ mình chảnh lắm. Người ta thường hay nói những người mà thiên tài là hay chảnh lắm. Mà thường thường mà nếu theo người Bắc người ta nói gọi là chảnh chó đó. Nhưng mà nói chơi ai gọi sư phụ cũng được. Gọi một câu họ câu gọi thôi mà. Người ta tôn trọng mình người ta mới gọi mình là sư phụ đúng không? Nhưng mà nhớ một điều nha. Anh chị em nhớ một điều, khi mình gọi sư phụ á là mình phải tôn sư trọng đạo đó, phải không? Sư phụ là bề trên rồi, sư phụ là gứt rồi, sư phụ là có là dai ngang ngửa giống như là cha mẹ rồi đúng không? Là phải tôn trọng đúng không? Chứ đừng có đem sư phụ đem bán, gọi sư phụ đem bán sư phụ ăn nha, không được đâu. Cái gì ly xạ cúng em chân dài được không? Cái đó là quá ngon luôn à. Cúng em chân dài còn gì bằng nữa em. Không biết có không, nằm mơ cũng thấy nữa. Anh cũng nằm mơ hoài chứ mà sao không thấy. Không thấy ai cúng con chân dài chứ. Đó. Đúng không? Bây giờ tình yêu nói đúng không? Tình yêu nhận từ ngày tình yêu ra nghề tới giờ nhận được coi như là ít nhất. Ít nhất của tình yêu theo như tình yêu biết đó, cũng phải là 20 người đệ tử rồi đó. Mà nó bán sư phụ nó ăn không? Nó không có chừa một cái gì chứ. Nó không chừa một cái gì hết. Nó có cái gì nó bán cái đó. Cho nên sư phụ xin lỗi nha. Bây giờ gọi trên mạng thì mình nói thật sự, gọi trên mạng thì mình nhận làm đệ tử. Chứ còn mà nói ở ngoài mà kêu sư phụ ơi, nhận đệ tử, nhận con làm đệ tử đi. Xin phụ, sư phụ biết sợ. Tại vì sao? Con người người ta nói là nó lì cỡ nào lì cho nó bị hoài nó cũng phải sợ rồi. Đúng không? Nhận mười mấy hai chục đứa rồi. Bây giờ không có đứa nào nó tôn sư trọng đạo đâu. Thật sự là như vậy. Thật sự ghi là cái nghề neo của mình nữa, anh chị em hiểu không? Nó không phải là cái gì ghê gớm. Cho nên nói sư phụ gì chứ. Nó đem sư phụ nó bán nó ăn hồi nào cũng hay. Đó, anh chị em nhớ thấy tình yêu vuốt nha. Thì anh chị em nhớ cố gắng là phải vuốt y chang vậy nó ra cái màu đẹp được. Nhớ không? Nó ra cái màu phải nhìn nó có hồn liền.
nó cho em làm ombre á, mình nói thật sự làm ombre thấy nó vậy đó, chứ mà khi nó ra nó giống như nó có hồn, nhìn nó đẹp. Chứ anh chị em làm ombre mình nhìn nó giống như nó chồng với nhau đó. Mà anh chị em nói là ombre thì mình không biết nói làm sao. Ombre là mình nhìn vô không biết cái nào trước cái nào sau. Trời ơi, sư phụ bán cọ cho em, cọ sư phụ còn không có bán mà sao bán được đây, chưa có về Vũ ơi. Khi nào về á, tình yêu bỏ lên Facebook anh chị em nhớ order nha. Nhớ cái này khi làm móng ngắn á chị em, mình cho nó lên khoảng 75 hoặc 80 cũng được. Tại vì cái móng nó ngắn á, mình làm như vậy thì nó sẽ đều hơn. Tại vì nhiều khi anh chị em lỡ tay anh chị em vuốt quá xuống nó cũng không sao. Còn anh chị em mà làm xuống thấp quá thì nhiều khi vuốt nó chạy xuống dưới luôn nha. Nhớ cố gắng là mình phải làm những cái điều mà mình cần phải làm là sao biết không. Tại vì cái móng nó ngắn thì mình phải làm sao, mình phải làm sao cho nó cân bằng tỷ lệ để con cặp mắt của mình nhìn vô cái ombre nó mới đẹp được. Chứ không phải là ombre là cái nào cũng phải 70 đâu, không phải. Cái 70 là cái gì? Cái 70 là khi cái móng dài thôi. Còn cái móng ngắn tùy theo cái màu nữa, cái màu dễ làm á thì mình làm nó cao lên. Còn cái màu nó cái màu nó khó làm á là mình phải làm cho nó mỏng, thiệt mỏng để mình đắp bột liền. Tại vì cái móng ngắn nó ít, nó khó làm hơn là cái móng dài. Cái móng dài của mình á, mình vuốt cỡ nào nó cũng ra hết á. Còn cái móng ngắn này nè, nó quan trọng nó len được hay không mới là điều quan trọng nữa nè. Nó len hay không mà nó đẹp nữa. Nó phải cặp mắt của mình nhìn vô nó phải có cái hồn nữa. Ngọc không có kêu bằng chú nha con, kêu bằng anh đi, chú gì, chú đâu có già lắm đâu mà chú. Năm nay chú mới có 28 tuổi mà có chú gì, năm nay mới có 28 tuổi thôi. Anh còn sinh năm 9X mà. Anh năm nay sinh năm nhiêu, anh sinh năm 92, mới có 28 tuổi. Đó, cho nên anh chị em phải nhớ là một điều là khi tình yêu chỉ cho anh chị em á, anh mình nói thật luôn, mình chia sẻ cho mọi người á. Đó, mọi người thấy không, khi nào cái cần thiết cái ombre của mình nó phải đúng theo cái cách làm của mình thì nó mới ra đẹp được, chứ còn không thôi là mình vuốt á. Đây nè, nếu mà mình để nó sâu xuống á, để cái phiên này mình sâu xuống, mình vuốt một cái nó đi xuống dưới đây luôn, cho nên nó không có đẹp. Cho nên mọi người phải nhớ những gì mà tình yêu chỉ cho mọi người, chia sẻ cho mọi người là khi mình làm càng móng ngắn á, là mình phải đưa nó cao lên 80 hoặc là 75, 80 gì cũng được hết á. Nhưng mà nhớ quá đừng có cao quá thì cái phim nó ngắn lại thì nó không đẹp, hiểu không? Đó, cho nên là mình làm ombre thấy vậy chứ nó không phải vậy, nó đơn giản lắm, nó rất là đơn giản nếu như mình nắm vững được nó cơ bản của nó đó, nắm vững được cái cơ bản của nó đó thì mình làm sao nó cũng đẹp hết đó, nó nằm ở trong cái tầm tay của mình rồi. Còn cái mà anh chị em chưa biết làm, anh chị em nhìn nó khó làm lắm, nó là như vậy đó. Cho nên anh chị em phải cố gắng, anh chị em phải cố gắng nhìn khi tình yêu làm, anh chị em thấy không, thấy móng nè, cái móng mà nó bè, cái móng mà nó mô, cái móng nó mô trên giữa này nè, mình chịu khó mình phải đắp bột, mình ém hai bên này vô, mình ém hai bên này vô nè, anh chị cho nó nhìn nó không có thấy dày, hiểu không? Nếu mà không ém vô nhìn nó dày lắm, cho nên anh chị em phải ém nó vô đó. Để chú ơi xài màu trắng hồng. Ồ, chú đang xài thì cái màu trắng này gọi là soft white nha con. Cái màu này là gọi là màu soft white nha con. Nha Bảo Ngọc. Cái này là cái màu soft white của chú nè. Đó, cái màu này là màu soft white. Thường thường mà mấy cái da tay này nè, ok, mấy cái hạn như cái màu da nước này nè, màu da mình không nên làm màu trắng tinh. Nếu mình làm trắng tinh nó bị phản. Mà mình làm cái màu trắng nó đục xuống thì nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái da của họ nó ngâm. Cái da của họ nó cũng ngang ngửa với da của mình, cho nên mình phải hiểu được cái nước da ngâm là phải làm cái màu trắng quá nó sẽ không đẹp. Mình phải biết cách phối màu nữa, cái phối màu của mình nó quan trọng lắm. Đừng có nghĩ là ô tôi vô làm màu trắng hồng là tôi làm trắng hồng, không phải, phải nhìn vô cái da màu của người ta nữa, hiểu không? Chị Dung ơi, đó, cho nên là anh chị em phải hiểu được vấn đề là tình yêu đang nói cái gì. Mọi người phải cố gắng, tình yêu chia sẻ là chia sẻ từng mọi thứ luôn. Đó. Cái cây gậy, cây chim loại nào đó. Ồ, cái này không phải là cây gậy đâu em, anh đâu có cái cây gậy gì đâu, cây gậy của anh đâu có dám đem ra để làm live stream em. Cây gậy của anh mà live stream mà người ta thấy, người ta ghi sao, không được đâu. Không nên làm như vậy. Đó. Không nên lấy cây gậy của mình để làm live stream nha. Cây gậy mà vô tình mà em đã thấy mà em kết là mà bảo đảm với em là không tha luôn đó, đừng có giỡn chơi hoài. Hello Thắng Mắt.
cho nên là đừng có nên lấy cái cây gậy. Cây gậy, lấy cây gậy live stream ấn ăn gì ta, trời ơi, tình yêu live stream bằng cái đèn, làm gì có cây gậy nào đâu, không có xài gậy đâu, gậy để xài chỗ khác không ơi. Gậy là phải xài đúng chỗ, chứ cài tầm bậy là nguy hiểm lắm. Gãy cây gậy là thua luôn đó nha. Đời người mà gãy gậy là xong luôn, còn gì để đâu mà vui. Gãy cây gậy là bảo đảm em đời em tàn, đời em tàn như hoa lụ luôn. Nhớ cố gắng là vẫn chơi hoài cứng, cho sừng, cho trận. Cái gọi gãy nào mà gãy mon, cây gậy của anh nó càng ngày nó càng lớn ra. Nhưng mà đều có một cái là phải sao không, cây gậy nó không được bóng bẩy thôi, chứ không phải là nó mòn. Tầm bậy có cái cây gậy nào mà có cái gậy mòn đâu. Nếu mà cây gậy đó mòn là cây đó giả rồi, cây đó đi update rồi, cây đó nó đi giải phẫu rồi cưng. Giỡn chơi hoài đâu có bắt lực được. Bắt lực là ai chứ tình yêu làm sao bắt lực. Yeah, tôi nói với mọi người là tôi cày ngày cày đêm để tôi nuôi 2-3 con vợ mà kêu tôi là bất lực hả? Vẫn chơi hoài, phá hoài, đâu có chuyện đó đâu cưng. Hello Hữu, khỏe không cưng? Anh chị em nhớ khi nào mình làm gì mình nhớ nè. Làm cái móng square đó, mình phải làm từ đây nè, nó ra thẳng nè. Thấy tình yêu chỉ không? Nè, ém nè. Nè, mình ém vô nè, đừng có cho nó chạy ra ngoài, thấy chưa? Chị em thấy không, đừng cho nó chạy ra ngoài, mình ém nó vô nè, đó, ém nó vô, để cho nó thẳng từ trong ra ngoài nè. Cái móng tay của người ta nó đã xấu thì mình phải làm sao cho nó đẹp. Nhớ là như vậy, mình phải nhớ làm sao cho nó đẹp. Nhớ nha, đó, mình nhớ làm sao cho nó đẹp, chứ đừng có để cho nó chèn ra ngoài. Trời ơi, anh đang nói cây gậy, anh nói cây gậy mà đỡ làm live stream thôi, mấy cưng gì cái cây gậy đỏ, cây gậy anh còn đỏ không, cây gậy của anh là nó bầm luôn rồi, chứ tha nó bầm tím luôn rồi cưng ơi. Mà đó cứ suốt ngày cứ nói tầm bậy không à, đừng có nói bậy. Trời ơi, nói tới đó thôi, đừng đi sâu quá. Mình nói chơi là mình nói tới đó thôi, đừng nói nhiều, đừng nói đi sâu đi xa quá. Cây gậy anh nó còn đỏ không, cây gậy anh nó bầm tím rồi, còn thì có cái gậy nào mà nó đỏ đâu. Cọ số 14 em trai, cọ đang xài cọ số 14 nè. It's 14 number. Đúng rồi, bột trắng hồng của tình yêu là hơi bị đẹp đấy. Anh chị em nào muốn mua thì cứ gọi nha, gọi số điện thoại 832-216-7717 nha. Đó, bỏ lên một phần, bỏ lên một lần đầu tiên mà vuốt nè, con này vuốt nè, vuốt nhẹ nè cái cọ nè. Vuốt nè. Như vậy là xong rồi đó, xong. Anh chị em vuốt cái gì mà check, vuốt lùm lum cà la hết. Không có nên vuốt như vậy, vuốt là phải cho nó ra đẹp nhẹ nhàng thôi. Rồi xong là mình cục thứ hai nè, rồi xong mình thấm xuống mình bỏ lên. Đơn giản lắm, không có gì mà cầu kỳ giống như mọi người làm mà nó vuốt bật đó, là vuốt này, thấy chưa? Là vuốt nè, thấy chưa? Nhìn thấy cái tay của tình yêu vuốt không? Nhìn nó phải đẹp, chứ còn mà anh chị em mà vuốt mà nó không ra đẹp là thôi thua. Đó, giờ bỏ bột liên nè. Hello Benjamin, hello Chen Bi. Đó, chị em thấy tình yêu làm không? Đó, 10 ngón nó đều như nhau để nó đẹp như vậy nó mới đẹp được. Hôm nay có gì có đêm nữa không? Anh chưa biết nữa em ơi. Nói chung là anh cũng chưa biết nữa. Hoàn cảnh đưa đẩy thì anh phải đẩy đưa thôi. Nói chung là hoàn cảnh mà nó đưa đẩy anh tới con đường làm đêm thì anh cũng phải làm đêm thôi. Nhiều khi anh nói với vợ anh á, anh nói với bà xã anh á, tôi đi làm nail mà sao tôi giống làm đĩ đực quá. Đó, đi làm gì mà 10 giờ đêm mới về tới nhà. Tôi làm nail mà tôi giống làm đĩ đực quá. Thiệt tình nó làm đêm không à. Đó, anh chị em nhớ nè, hai cái màu này là màu A16, nó là cái gì? Lucy. Đó, N2, màu này rất là đẹp nha, hai cái màu này tuyệt đỉnh luôn. Đó. Bà nói với tôi á, trời ơi, tướng ông mà đi làm đĩ đực cái con nào mà nó thèm. Đó. Tôi nói giỡn chơi bà. Lâu lâu nó không xài được, nó cũng sờ mó được vậy. Cho dù nó không xài được nhưng cũng sờ mó được, bậy bạ được vậy, đúng không? Cho nên mấy anh chị em đừng có nghĩ tôi chạy đến mức độ đó nha, không được đâu. Rồi, anh chị em nhớ cố gắng giũa cái xếp cho đẹp, móng square làm sao giũa cho nó đẹp. Nè, nhớ cố gắng.
nè, bàn hai bên đây vỗ nghiêng nè, nghiêng nè, vỗ nghiêng vỗ nhẹ thôi nè, đó, vỗ đẩy lên đẩy xuống nè, ok, đẩy lên đẩy xuống cho nó thẳng nè, nhớ là nó thẳng nè nha, đó, để thẳng nè, từ cái khúc này thôi, đó, khúc này của bên đây cũng vậy nữa nè. Anh có ship qua châu Âu không hả? Why you have long nail and short nail? Why you have long nail and short nail là sao em? Long nail and short nail là why you have long nail and short nail? What do you mean? Oh, this one I put in my nose. No, I'm kidding. You know why? Sometimes I have the long nail. I cut this one. I forget this one. That's why sometimes I put in my nose. I'm itchy. Yep. Not the world. Dành nhớ vỗ cái móng square thấy không? Tình yêu. Not even hả? Sao not even em? Long nail mà short nail đâu nè? Coi nè. Vậy là chứng tỏ em chưa từng coi của anh rồi. Ok, not even, you're looking, even, looking. Ok, look at that, see, even or not. Because you know why? Did the finger not even? Because you're looking long and short. You don't understand what I'm talking about. Because nail, before you have to do nail, you check it out for every finger. You see, if this one and this one, you can check and you turn around like this. I check it for you, see? That I'm even right now, look at that, right here. See, they're even. You see it? Because you see like this, it's short, long. That's why that you see the long, short nail. That's why you have to check it out before you do it, okay? You want to answer your phone? Yeah. Okay. Okay, that's Jimmy. Jimmy Nguyễn nói tiếng Việt đi, okay? Anh biết em là người Việt Nam, nói tiếng Việt thì anh hiểu tiếng Việt mà. Tiếng Anh cũng anh cũng có thể nói được, nhưng mà anh thích nói tiếng Việt hơn, okay? Dạ, cảm ơn chị, anh chị em nha, đã theo. Hello. Customer nail. I'm sorry that I'm doing my nails. Hello mọi người. Chắc có lẽ Jimmy không biết rồi, Jimmy không có biết, không biết khi mình làm nail, mình cắt cái móng nail, mình phải check trước khi mình làm, ok? Cái móng nail khi mình làm nail là mình phải check trước khi mình cho nó ra bộ nail là nó phải even, 10 ngón như nhau hết. Ok, you see this hand, I check one nail that you see right here and right here. You see, they're even. See that? You check it out, they're even, even, even. Never ever, nó không có giống, nó giống nhau hết, hoàn toàn nó phải giống nhau hết nha. Ok, trước khi mình làm nail, mình lấy cái điểm tựa bên bàn tay này, xong rồi mình cắt cái bàn tay kia, nó phải giống như cái bàn tay này là 10 ngón, nó giống như nhau. Ok, anh đã từng chia sẻ, và anh cũng từng dạy cho mọi người, cái đó là cái mà tình yêu làm ra đầu tiên nhất. Cho anh chị em biết, tình yêu là người là làm ra cái cách đó đầu tiên nhất mà nó perfect nhất, chính xác 100%, mà tính bây giờ mọi người phải đều theo của tình yêu luôn, mình dám khẳng định được điều đó luôn. Cái đó là thật sự ra là anh chị em có biết tại sao mà tình yêu làm tình yêu tỉ mỉ từ đó không? Tại vì mình có thể là mình là người yêu nghề, với phần mình làm nail á, mình phải làm cho người ta nó perfect, người ta thích. Chứ cái nghề này á, thật sự ra nói thật sự nó không có phân biệt đàn ông hay đàn bà đâu, mà nó quan trọng là ở cái tấm lòng của mình có chịu thay đổi hay không, và mình có chịu học hỏi hay không, ok? Không, anh không có giận, nhưng mà tại vì sao? Tại vì người Việt Nam mình, có nhiều người Việt Nam mình á, hiểu tiếng Việt mà không nói, cái kiểu mà nói tiếng Anh thử coi người ta có hiểu hay không á, mình cũng không thích được điều đó. Nhưng mà có thể là người ta cũng không thích mình, người ta hay nói nhìn cái nail của anh làm nó bị ngắn, bị dài, thế này thế kia, người ta cũng chăm chích mình, hiểu được điều đó chứ, mình cũng hiểu được điều đó. Nhưng mình không có ngại, mình vẫn giải thích cho anh chị em hiểu và chứng minh điều này cho mọi người hiểu luôn, là tình yêu chứng minh cho anh chị em thấy luôn, là từ xưa giờ chưa có ai mà làm cách này. Từ ngày tình yêu làm như vậy, mọi người bắt đầu mới bắt chước làm theo tình yêu thôi. Chứ ngày xưa bỏ lên cắt bụp trong mấy cái ngón kia qua đo cái ngón nó bằng nhau, làm sao mà nó bằng nhau? Có nhiều khi mình cắt cái này nó dài hơn, cái này nó ngắn hơn là sao, đúng không? Cho nên tình yêu chia sẻ cho mọi người rất là tỉ mỉ, từng ly từng tí một. Đó là cái nói thiệt luôn, tình yêu là người suy nghĩ ra cái cách này đầu tiên nhất luôn. Mình nói thẳng luôn như vậy luôn.
Cái đó là tình yêu nói khẳng định luôn, 100% luôn. Không ai làm cái đó cho, chỉ có mình tình yêu là người đầu tiên chỉ cho mọi người cái cách đó đó. Anh ơi cho em hỏi, mới mua đầu giũa phá, mở máy nào? Mở máy hả? Em mở máy lớn lớn lên chút em. Em mở máy lớn lớn, đừng có mở maximum, đừng có mở maximum thôi. Mở maximum cái vòng tua nó nhanh quá không có được. Em mở cỡ lớn lớn chút, qua hơn một nửa chút. Ok. Đo như thế nào chỉ lại đi, tí xíu nữa em coi lại từ đầu để em sẽ thấy thôi. Em sẽ biết được ha. Tình yêu chỉ rồi, tình yêu cũng đã từng chỉ cho mọi người rồi. Ok. Kệ là kệ sao Khanh Lê, anh đâu có làm gì đâu kệ. Anh chỉ nói theo lý lẽ thôi chứ kệ gì em. Người ta nói là người đi có lý lẽ đi ngàn dặm mà nói gì đâu sợ. Đó, bây giờ anh chị em thấy không, khi mình làm xong mình coi cái nón nó có đều nhau không. Đó, thấy chưa nè, đó mình chắc lên bốn cái ngón này thấy nó đều nhau không, anh chị em có thấy nó đều nhau không? Đó là cái mà tình yêu chia sẻ cho mọi người, đó là nó đều nhau nè, bây giờ nó đều nhau không, đó là cái mình cần phải làm đó. Ok, xin chào Tony, xin chào mọi người vô sau nha. Anh chị em nào vô sau mà có dụ như không hiểu gì đó thì anh chị em cứ việc coi lại, tí nữa tình yêu sẽ pop lại và coi lại cái cách làm như thế nào. Nếu anh chị em thật sự muốn chia sẻ học hỏi lẫn nhau thì mình nên trao dồi cái ngành của mình. Thật sự ra mình nói thật luôn, cái ngành của mình đó, nó có nhiều cái vết lắm. Nó có nhiều cái vết là không phải là do cái ngành mà do cái nghề gì hết, mà do bản năng, do cái cư xử của con người. Cho nên mình cũng hy vọng là anh chị em vô học nail và học được cái cách cư xử nữa, chứ không phải là mình nói theo cái cách là tôi làm nail giỏi là tôi ông vua đâu. Không có. Ở trên đời này không có ai mà sống không được hết trơn á, đúng không? Nếu không có người này thì cũng có người khác, nhưng mà không phải là như vậy. Mình nghĩ là mình giỏi là mình coi người ta thường đâu, đừng có nghĩ như vậy. Núi này cao có núi khác cao hơn đó, cho nên mình phải hiểu được vấn đề. Cho nên tình yêu cũng hay chia sẻ, cái này là chia sẻ thật lòng, là cái nghề của mình nó có nhiều cái nghề nail của mình là không phải là do cái nghề đâu, mà do chính cái con người của mình làm cho cái nghề của mình nó xấu đi thôi. Nhưng mà thật chất là cái nghề này là cái nghề làm đẹp, mà tại sao mình phải làm vậy? Tại sao mình không làm đẹp lớn? Sao? Trời ơi, đi xe đẹp nè, mang giày đẹp, áo hiệu, nhà đẹp, xe đẹp nè, nhà cao, cửa rộng là nghề này không? Tại sao mình chê nó? Tại sao mình chê nghề nail? Đúng không? Nghề nail là cái nghề bảo đảm cho anh chị em là người Việt Nam mình đứng hàng đầu thế giới mà. Đúng rồi, Tony, có nhiều cái người ta làm đẹp không tình yêu gấp mấy lần nữa đó. Người ta làm còn đẹp nhiều lắm, nhiều người ta làm đẹp lắm mọi người. Đừng có nghĩ người ta làm xấu đâu, người ta làm đẹp nhưng mà tại vì có thể là người ta không dám ra, không cái lá gan của họ không có lớn thôi, cho nên họ run khi mà họ làm live, họ run, họ không dám, họ không biết nói chuyện gì với phần họ, không biết cách nói chuyện cho nên họ run thôi. Chứ thật sự đã có nhiều người ta làm đẹp lắm chứ, có nhiều người tình yêu thấy họ làm đẹp lắm nhưng mà tại vì họ không có live stream thôi. Tại vì họ nói chuyện họ không biết nói gì với phần họ không có khiếu ăn nói cho nên họ không dám làm like. Với phần họ cũng sợ là nhiều khi họ không phải là chủ nữa, họ like chim là sợ chủ không cho, đúng không? Có nhiều cái lắm chứ không phải đâu. Giống như là mình like chim là mình phải nói tiếng Việt nè đó, chẳng hạn như tình yêu là nói tiếng Việt nè đó. Khách còn nhiều khi nói ồ anh ơi anh like chim gì tiếng nói tiếng Việt, khách nó có ấy không, ăn thua mình. Nói chung thì cái tiệm nó lớn thiệt lớn thì cái service của họ nó khác thì đúng thôi, cái đó mình không nên nói tiếng Việt nhiều. Nhưng mà tại vì đây á, cái tiệm của tình yêu á, nó là giống như tiệm mình gọi là làm để kiếm cơm sống qua ngày, hiểu không? Nó không phải giống như cái tiệm một cái business thiệt là lớn. Nếu mà cái tiệm tình yêu nó lớn á, là tình yêu không bao giờ cho nói tiếng Việt như vậy đâu. Có thể là tình yêu làm riêng một cái phòng cho tình yêu thôi, chứ còn mà nói tiếng Việt kiểu này là bảo đảm khách nó cũng không vui. Nó nhiều khi nó tưởng mình đang nói xấu nó nữa. Nhưng có nhiều cái mình cũng phải hiểu được vấn đề là ở hoàn cảnh, cái hoàn cảnh của mỗi người nó mỗi khác. Chẳng hạn như cái tiệm của tình yêu mà nó lớn 20-30 thợ đi thì mình nói tiếng Việt không được. Ok, mình nói tiếng Việt khi nào mà hai anh em đang sau nói thôi, chứ còn mà nói tiếng Việt kiểu này thì cũng đâu có tốt, đúng không? Rồi, tình yêu dỗ nha, đó là thật sự. Tại vì tình yêu muốn nói tiếng Việt để cho mọi người Việt Nam mình hiểu sâu hơn. Tại vì sao? Nhiều khi nói tiếng Anh cũng được, nhưng mà đều cái có những cái từ ngữ mình nói sâu quá thì sợ người khác họ không hiểu và mình cũng không biết nói nữa. Đó.
chị Dung ơi, lên sân cho con bé này, có chị nó chờ lâu mà, nó chờ chị lâu lắm rồi đó. Em thấy chị chưa xong em không dám hỏi. Sơn cho em bé nó bớt đê, sơn cái móng tay dễ rồng dễ đắng gì cho nó một chút đi. Ok anh chị em nhớ giũa cái đầu giũa nhọn nè, anh chị em mở lớn lên nè. Nó mở lớn lên. Cho nên nhiều khi tình yêu muốn nói tiếng Việt để cho mọi người Việt Nam mình hiểu cái nghề của mình sao, và nói chuyện thì nó sâu xa hơn. Về tâm sự, loài chim biển, hoặc là có thể là đi vô trong cái nghề neo, về mọi thứ, cái mọi thứ mình nói tiếng Việt thì có thể là người Việt Nam họ hiểu rõ hơn, hiểu không, họ hiểu lành hơn, hiểu được cái cốt truyện như sao. Hay là ví dụ như đi vô trong sâu về ngành neo thì mình nói tiếng Việt thì họ hiểu được nhiều hơn. Đó là cái phương thức mà tình yêu muốn làm là như vậy. Mà khi tình yêu làm live stream á, là tình yêu cũng xin phép cái người khách này, cho nên họ cho tình yêu làm, tình yêu mới dám làm, chứ họ không cho tình yêu không dám làm. Đó là cái mà tình yêu nói. Cái màu này anh chị em mua về nó dễ làm lắm, cái màu hồng này nó dễ làm. Đó, nhớ cái mấy bộ nail này là mấy cái bộ nail rất là thường, nó rất là đơn giản, nhưng mà nó rất là hữu hiệu cho anh chị em mỗi ngày. Nó không có gì mà ghê gớm, nhưng mà nó thật sự nó là một cái điểm để mình kiếm tiền mỗi ngày. Đây là cái bộ nail mà tình yêu nói với anh chị em là nó kiếm tiền mỗi ngày này. Nó không có cần phải gắn hột xoàn, không cần phải làm cái này làm cái kia. Một bộ như vậy tình yêu lấy, bộ full set như vậy là tình yêu lấy 55 đồng. Đó, một bộ full set ombre là tình yêu lấy 55 đồng. Không biết anh Vinh mọi người làm sao, nhưng mà bên tình yêu là lấy cái bộ này là 55 đồng. Rất là ngon, rất là sướng. Làm cũng rất là dễ. Nhưng mà không phải là dễ là muốn làm sao làm. Làm là phải chất lượng. Dạ, không phải bụng bia đâu anh ơi. Cái bụng của em á là cái áo nè. Cái áo của em á nó rộng ra nè. Cái áo này nè, chứ không phải là cái bụng em. Bụng em á em tập tạ dữ dằn lắm. Nó không có mập đâu. Cái bụng của em á nó nhỏ xíu à. Tại cái áo nè, coi nè, nó giờ nó ốm lại liền. Tại cái áo em mặc nè, là em bỏ nào là phone, bỏ nào là foot, bỏ nào đủ thứ trong đây cho nó bự ra thôi. Nhưng mà giờ có tuổi của em mà già rồi, bụng bự cũng sao đâu. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự mua than để dành, thấy không? Chuyện đời mà bụng bự là cũng chuyện rất là tốt. Cái tuổi nào đó, đến một cái tuổi nào đó mình cũng phải bụng bự thôi. Mình đâu phải thanh niên mà còn ngon lành như ngày xưa đâu, ló. Chuyện đó cũng bình thường, đúng không? Đừng nên soi mói những đời tư của tôi. Nhìn vào bộ neo đi. Anh chị em nào là nhìn thấy đôi dép của tôi, rồi nhìn thấy cái bụng của tôi, thấy cái đó làm chi vậy? Thấy cái bộ neo đi. Trời ơi, tôi làm neo mà đi nhìn tôi còn chưa biết nữa. Thiệt là đau khổ á. Nhiều khi nói thiệt á, nhiều khi mình làm live đúng là người ta nói, nhiều khi tôi nói mấy người ta nói mấy người Việt Nam mình ngộ lắm. Tôi không tin, giờ tôi tin rồi đó. Hey, hello anh tình yêu, văn thơ hay thế, không có đâu. Cái đó là nghe người ta, mấy đứa con nít nó cũng thường hay nói, thành bắt chước anh nói thôi chứ không. Thường thường người ta nói là đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng là tan hoang cửa nhà. Nghe chưa, đàn ông bụng bự cũng vẫn sang như thường. Đó. Đâu có gì mắc cỡ đâu, bụng bự có gì đâu mắc cỡ. Chỉ sợ là sợ con vợ nó chê thôi, chứ còn ai chê, vợ nhà người ta chê mình đâu có sao đâu, vợ mình chê mới sợ. Can you call my number, baby? Can you call my number? 832-216-7717. You can call that number and then somebody talk with you, and you can make the order for everything. Anh trai làm vậy khi nào em mới theo được? Buồn hết sức. Trời ơi, bây giờ em hỏi anh nè, bây giờ hỏi em nè, bây giờ xe thì cũng có xe mạnh xe yếu chứ, bây giờ làm sao, bây giờ chẳng lẽ giờ anh đi thụt lui, chẳng lẽ giờ anh đi thụt lui để cho kịp với em. Đúng không? Ở đời thì phải có nhanh có chậm chứ em, đời mà nó phải như vậy thôi. Đừng nên phân biệt như vậy, mình đừng có nên so sánh nó như vậy, không? Anh từng nói với em rồi, anh làm như vậy nhưng mà có núi này cao thì có núi khác cao hơn, đúng không? Mọi người cho tình yêu là giỏi,
Nhưng mà tình yêu, đối với tình yêu là tình yêu còn thấy người ta còn giỏi hơn tình yêu nhiều lắm, chứ không phải là giỡn chơi đâu, đúng không? Nhưng mà quan trọng nhất là mình có chịu để trao đổi học hỏi hay không, đó mới là điều quan trọng. Tình yêu vẫn nói hoài là như vậy. Hello Andy, khỏe ID. Đó, chị em thấy không? Đơn giản lắm, tình yêu làm một cái bộ nail rất là đơn giản nè. Mỗi ngày là tình yêu cần phải có những cái bộ nail như vậy luôn nè. Đó, anh chị em thấy đơn giản và đẹp nữa. Hi, can I help you? Pedicure? Okay. Okay. Shinko no Muto Mami. The color. Pick a color. Nào, bây giờ mình vũ luôn phần ở dưới. Anh ơi, tháng mấy có lớp nữa anh? Rồi, sang năm lần em ơi. Sang năm tháng 2 mới có lớp lần. Tại vì hai cái lớp này đã đầy rồi. Tình yêu không có lớp nữa. Tình yêu không có chỗ nữa. Hết chỗ lâu rồi. Thường thường mà anh chị em thấy mà nếu mà còn chỗ là tình yêu lên quảng cáo, lên tình yêu lên nói về cái lớp dữ lắm. Bây giờ im re là biết là đầy chỗ rồi đó. Là coi như là cười trong bụng là ồ, em có nhiều, em có được học sinh rồi đó. Có người nói mình phải làm tay chân nước khoảng 1 năm mới được lên làm bột ha. Ai nói gì Lisa? Người nào nói vậy? Nếu mà người nào mà nói vậy đó, nếu người nào mà nói như vậy đó, thì người nói, em kêu cái người đó lên uống thuốc đi đó. Uống thuốc ngừa thai á, hiểu không? Mấy cái người mà nói vậy á, là em phải nói họ đi uống thuốc ngừa thai đi để mà có bầu á. Trời ơi, làm nail mà có phân biệt làm tay chân nước 1 năm nữa mới lên làm bột. Bỏ tài nó liên can gì tới nhau? Nó liên can gì vấn đề gì? À, nó liên can gì vấn đề làm bột? Làm tay chân nước với làm bột khác nhau hoàn toàn, đâu liên can gì với nhau đâu. Làm bột thì làm bột, làm tay chân nước thì tay chân nước, chứ bắt buộc 1 năm mới làm tay chân nước làm sao, lý do làm sao, nói sao tôi không hiểu. Đúng không? Nếu mà người nào mà nói em vậy đó, thì nói anh tình yêu, anh nói vậy đó, anh tình yêu nói cái người đó đi uống thuốc đi. Mà uống thuốc phải uống thuốc người thai nha, chứ uống thuốc thường cũng không được. Chạy mịn thì nói chung là tùy theo cái người làm. Cái người làm giống như tình yêu đó. Tình yêu là anytime, anytime. Oh oh, today? Yeah, today. Ooh. Yeah, you scare me. Cho nên anh chị em nên nhớ là mình xài cái đầu mịn á, thì mình xài cái đầu medium. Nhớ nha, xài cái đầu medium là ok nhất. Thì có nhiều người họ không quen thì họ xài cái đầu fine đó, nhưng mà đa số là xài cái đầu medium nhiều hơn là cái đầu fine, tại cái đầu medium á mình vuốt nó lẹ hơn. Mình giải thích cho Lisa, Loan Phà, Loan Lâm hiểu nè. Cái vấn đề làm chân nó không liên can gì vấn đề làm bột, không liên can. Cái vấn đề kinh nghiệm là gì, kinh nghiệm về cái gì à. Thí dụ em làm bột á, em nói là chẳng hạn như bây giờ anh nói nè, bây giờ anh nói đơn giản chẳng hạn như vậy, anh giải thích cho Loan hiểu nha. Khi em làm bột full set trong vòng 5 tháng, 6 tháng, 1 năm, em có kinh nghiệm rồi em mới làm qua cái khác thì anh còn nghe được. Làm chân nó liên can gì tới cái tay đâu, cái chân với cái tay nó đâu khác nhau hoàn toàn, nó không có giống nhau. Cho nên người ta nói mình phải tự phân biệt á, hai con. Hiểu không? Mình phải phân biệt ra được cái gì là đúng, cái gì sai, chứ đâu phải là muốn nói sao nói. Trời ơi, bây giờ hỏi anh em ở đây coi like đây đi, tình yêu nói gì có đúng không? Tình yêu nói như vậy có đúng không? Tình yêu nói như vậy có đúng không? Có nghĩa là làm nail với làm bột với làm tay chân nước nó đâu có liên can gì đâu, mà tự nhiên cứ làm tay chân nước 1 năm sau mới là làm bột làm sao? Vậy nói như vậy là mình hoàn toàn mình không có đồng ý, mình không có đồng ý cái cách nói đó. Những cách nói đó là những cách nói tào lao, kêu họ về mua bí đao ăn đi nha. Okay. Anh thua năng khiếu và cố gắng. Không phải vấn đề đó, tại vì sao? Tình yêu nói với anh chị em nè, khi mà cái cơ hội của mỗi người nó mỗi khác nhau. Khi mình làm một cái tiệm nào đó, ok, chẳng hạn như mình nói về vấn đề tiệm tình yêu đi, ok. Khi họ mới ra nghề, tình yêu dắt về, tình yêu sẽ làm cho họ. Gì chị?
Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tình yêu, nói cho mọi người nghe nè, khi vô tiệm tình yêu trước đi, bây giờ nói tình yêu nhận một cái người thợ mới ra nghề, đi, họ làm tay chân nước chưa rành, mình dám guarantee với bạn luôn, mình làm mình chỉ cho họ làm tay chân nước 2 tuần lễ thôi là họ làm ok rồi. Ok, thí dụ mình muốn cái người thợ đó họ ở lâu với mình, họ giúp cho mình để làm bột, ok, mình sẽ dạy nghề cho họ, mình sẽ cho họ lên làm bột, ok, mình cho họ lên làm bột. Là sao? Có nghĩa là khi mình làm, mình không phải cho vô làm khách liền, làm mỗi ngày. Ví dụ như rảnh rỗi á, rảnh rỗi người ta muốn học bột á, ok, chẳng hạn như tiệm tình yêu nè, tình yêu nói thật với anh chị em luôn, nói đây là nói không phải nổi nha, một tháng thôi là người ta biết làm full set giỏi luôn, tình yêu nói thiệt luôn, tình yêu dạy đệ tử ra rất là nhiều luôn. Nhưng mà tình yêu nói rồi đó, giống như làm dạy đệ tử nó ra lẹ quá, nó bán sư phụ nó ăn luôn, là nó không còn ở lại với mình nữa. Đó, vấn đề là cái vấn đề ở đó đó. Tình yêu nói như vậy thôi, chứ có nó đâu có liên can gì vấn đề là làm tay chân nước 1 năm sau mới làm bột. Nếu mà nói cái kiểu đó, mấy người đó chắc là dạng bị nặng lắm rồi đó. Rất là nặng, tư tưởng rất nặng. Cái đó là chỉ người thật theo cái cách người ta, nếu mà người đó người chủ mà càng khổ nữa. Người chủ người ta, nếu mà người chủ mà nói vậy có nghĩa là người ta đang gạt mình á, người ta không muốn cho mình lên làm bột thôi, người ta muốn giữ mình làm tay chân nước. Thì nói vậy thôi, nói chung là vậy, ai hiểu sao hiểu. Mà bây giờ tình yêu chỉ hỏi anh chị em tự suy nghĩ đi, tình yêu nói gì có đúng không, nó đâu liên can gì tới vấn đề làm chân đâu. Ok, cái tư thế mình ngồi có khách nè, ok, tình yêu quay cho mọi người coi nha. Ok, tình yêu sẽ quay cho mọi người coi. They ask me how do you sit down for the comfortable. See, bây giờ tình yêu chỉ cho mọi người coi. Bây giờ cái cô khách của ngồi nè, khi cái tay của họ lên là họ để như vậy đúng không? Họ để nè, họ để như vậy nè, là sẽ nó bị nghiêng nè, nó mình không có dũa được. Mình sẽ dặn cái tay qua nè, mình dặn cái tay qua đây. Đó, mình để lên đây. Có nghĩa là cái mặt phẳng này nó phải phẳng nè. Đó, nó phải phẳng cho mình dũa nè. Thấy chưa? Nếu mà cái tay họ nghiêng mình dũa không được. Mà cái comfortable ăn thôi, cái người khách người ta ngồi thôi, không có liên can gì tới vấn đề của người làm cả đó. Đó, cái vấn đề là một cái quan trọng là cái gì, cái quan trọng là cái tay của mình làm nè, nó comfortable cho mình nè. Comfortable nói bạn lại là đang bị đi. Đây comfortable, yeah, that's what you, that's your seat, not my seat. You just sit comfortable for you, and I do your hand, I comfortable my hand. Yeah, that's making you better the nail, no mess up. Đó, cho nên là anh chị em có nhiều cái anh chị em hỏi tình yêu không biết đường trả lời, nhưng mà tình yêu phải trả lời. Đó là trong cái tầm suy nghĩ của mình trả lời được. Đó, mình làm nail là mình dũa khách hàng là tay của họ phải nằm ngang, cái mặt thẳng ngang như vậy. Chứ mình nằm nghiêng gì sao dũa, tay họ nghiêng gì sao mình dũa được, phải nằm ngang như vậy mình mới dũa được chứ. Đúng không? Thì mình phải để cái tay họ như thế nào lên để cho nó dũa dễ. Đó, đơn giản là chỉ vậy thôi. Em nên nhớ là khi mình ngồi một người làm thợ nail, một người thợ nail là phải đứng cái lưng mình lên, thẳng ngồi đứng thẳng lưng lên, đừng có làm bị nghiêng, nó sẽ bị đau lưng á. Cho nên mình phải ngồi đứng cái thế mình, cái ghế của mình phải ngồi xích lên cái bàn. Mình ngồi xích lên cái bàn, cái bụng mình đụng vô cái bàn luôn cũng được nữa. Đó, xong rồi mình ngồi cái tư thế mình phải thẳng lên như vậy nè, đó. Cái tư thế mình phải thẳng lên. Đó, cho nên thì cái lưng của mình nó không bị đau lưng, hiểu không? Còn cái người khách họ ngồi ví dụ nửa tiếng, một tiếng sau họ đi không có quan trọng. Cái người ta ngồi xong cái comfortable của họ thôi, chứ còn mình không có chỉnh sửa được đâu mà chỉnh sửa. Chỉ có cái là cái tay của họ mình làm sao cho nó perfect, để cho mình chỉnh, mình dũa thôi, nó không có bị ảnh hưởng tới cái cắt đứt tay đứt chân của người ta thôi, hiểu không? Nói chung là có nhiều cái mình cũng phải học hỏi đúng thôi, nhưng mà có những cái mình cũng phải nên tự tạo cho mình, tự ấy cho mình, ok? Chẳng hạn như cái người nào mà tên Lisa đó, nếu mà cái người chủ nào hoặc cái người nào đó mà nói chị đi làm 1 năm sau làm tay chân nước cho giỏi rồi mới làm bột á, thì chị nên suy nghĩ lại cách ăn nói của người ta thôi, cách nói của người ta thôi, để mình thay đổi cuộc đời của mình. Nếu mà bước vô nghề này là đương nhiên mình phải biết làm hết. Tình yêu làm chân rất là giỏi nha mọi người. Tình yêu nói thật luôn, tình yêu cái gì cũng làm nha, trừ có cái không làm thôi đó, trừ có cái là tình yêu không làm thôi, chứ còn ra cái gì tình yêu cũng làm hết á. Tay cầm bào.
Tại vì anh chị em nên nhớ nè, cái tư tưởng của tình yêu Nghĩ nó khác. Thế ví dụ như mình đối xử với một người thợ nail tốt, còn cái người ta đối xử với mình tốt hay không, đó là tùy theo cái sự may mắn của mình nữa. Thí dụ như cái người đó họ thương mình, họ yêu quý mình, họ sẽ ở lại với mình, họ làm lâu, mình chỉ cho bọn họ là lên làm bột. Tình yêu ai cũng tình yêu cũng chỉ hết á, nhưng mà cái quan trọng là người ta có ở hay không, đó là chuyện của người ta thôi. Nhưng mà tình yêu vẫn chỉ, đó là tình yêu hay nói với mọi người. Cái câu nói của tình yêu nó là ăn sâu vô trong lòng luôn, ăn sâu vô trong cái não của tình yêu luôn. Là sao? Tình yêu hay nói câu là ồ, đệ tử bán sư phụ ăn, dạy nghề xong là họ đi à. Nhưng mà cái đó mình cũng phải chấp nhận thôi. Bây giờ không dạy họ rồi lỡ khách vô đông có ai làm đâu. Mình có hai tay à, mình có hai cái tay, mình đâu có ôm hết được, đúng không? Cho nên mình phải dạy họ, mà dạy họ, họ giỏi nghề rồi họ đi chỗ khác chứ họ đâu có làm cho mình. Họ giỏi nghề họ nói chứ ở đây khách với sư phụ làm hết rồi, lấy đâu mình làm. Có những cái suy nghĩ như vậy luôn, họ nói như vậy luôn. Nhưng mà mình phải chấp nhận thôi, nó thật sự là như vậy. Mình không nên ích kỷ làm gì. Thật sự ra ở đời thì nói chung là mình ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu thì trời cũng định hết rồi. Ok, mình cũng không thể nào mình tình yêu thì nó cũng đã lớn tuổi, cái nhiều khi cái cách nói chuyện của tình yêu nó hơi dài dặn một chút. Là tại sao suy nghĩ của tình yêu là mình ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu trời cũng định rồi. Bây giờ có làm giàu hay không hay nghèo hay không là cũng do trời định nữa. Mình muốn, nhiều khi mình muốn làm giàu nhưng mà cơ duyên của mình không có, làm sao mình làm giàu, đúng không? Đó là cái suy nghĩ của tình yêu thôi. Còn tình yêu mà khi mình nhận một người nào rồi, tình yêu dạy hết mình, dạy cho họ hết mình luôn. Còn người ta không có học hay không là chuyện của người ta thôi, chứ còn tình yêu là tình yêu dạy hết mình. Đó là cái mà tình yêu nói thật lòng. Chứ còn gì? Bực chứ nó cái phần. Chơi game mà nó không xong. Đó, cho nên là anh chị em hiểu là ví dụ như mình có lòng muốn nâng cao tay nghề thì mình phải xin chủ để mình biết làm bột. Tại vì sao? Thí dụ giờ tình yêu nói đơn giản thôi, mình làm bột thì mùa đông sắp tới đây mình mới có tay, mình làm mới có tiền. Còn làm tay chân nước, thí dụ anh chị em làm tay chân nước cái mùa đông ngày có hai cái chân à, mà bao nhiêu cái thợ vô làm sao lấy gì để sống, ngày có mấy chục đồng bạc, nhiều khi có chân có ngày không có nữa, lấy gì sống, đúng không? Rõ ràng không? Nếu mà làm như vậy thì lỡ có ngày có hai ba cái chân rồi, nhiều khi chưa đi làm cả ngày bới cơm bới đồ theo mà không có cái tu của mình nữa, lấy gì mình sống? Mà trong khi đó mùa đông thì bột thì nhiều, bột quá trời bột luôn, thiếu thợ bột không cho mình làm, tại vì mình có biết làm đâu cho mình làm. Đó là cho nên mình phải, nếu mà thật sự mình làm cái nghề nail này là mình khuyến khích anh chị em là phải biết hết, phải biết làm bột, phải biết làm tay chân nước. Đừng có nghĩ là ôi tôi đi làm tay chân nước cho nó đỡ hôi mùi, nó không có bị bệnh. Nếu mà đã nói có suy nghĩ đó thì mình nên đổi nghề đi, đừng có nên làm nghề nail nữa. Thì nghề nail là phải biết hết, mình phải biết hết, mình không giỏi nhưng mình cũng phải biết làm hết, để chi cái income của mình nó mới cao được. Còn mấy người mà làm tay chân nước, em tuần em lãnh 1.000-1.200, mấy người đó nổ lắm, mấy người đó mày ôm bơm không, thậm chí còn ôm bơm nguyên tử. Tay chân nước mà làm tuần 1.200-1.300 là mấy người đó chắc dạng vô múc người ta ăn hay sao. Đó, cho nên là anh chị em phải hiểu được vấn đề là làm nail bây giờ nó rất là đông, thợ thầy cũng đông nữa, tiệm cũng đông, nó chia bớt khách rồi, chứ không phải giống như ngày xưa đâu mà có một cái tiệm mà 40-50 người làm rồi chui vô đó làm, khách đông bùi bụi. Còn bây giờ tiệm nó ra đông rồi chứ khách nó cũng chia bớt rồi. Cho nên mình nói là nói thật lòng, cho nên mình nhìn sâu nhìn xa mình hiểu được là quan trọng là mình phải đi làm nail là mình phải biết hết, tay chân nước cũng làm, bột cũng làm đó. Chỉ trừ khi nào mà những cái design nó khó quá mình không biết làm thì chủ họ làm thôi, chứ còn đúng ra là mình phải biết làm cái này cái kia nó mới tốt cho mình chứ. Vì còn cái vụ nào mà nói đợi làm tay chân nước làm năm nữa, không chừng làm năm nữa mà lỡ nó thì tôi nói hơi xui xui, lỡ làm năm nữa mẹ ra đường xe đụng chết rồi chưa biết làm bột sao. Chắc lẽ mình nói vậy thì nó hơi ấy, mình hơi thực tế chút, đúng không? Lỡ trong năm đó lỡ mình không còn sống nữa là thì mình không biết gì về bột luôn à, đúng không? Lỡ mình ấm ức thì sao? Mình phải học bột, mình phải lên làm bột. Nếu mình có lòng muốn đi làm bột là phải lên làm bột thôi, phải xin ai đó dạy cho mình, hoặc là mình phải tìm cách nào đó để mình làm bột. Chứ còn mà đợi em làm năm nữa lên làm tay chân nước, lúc đó chắc thành lão làng về chân luôn á, gọi là chùm chân á ha, chùm chân xong mới qua chùm nail ha. Ok, go wash your hand. Đây là mình cho nó đẹp cỡ nào, đẹp nhất nét thôi.
nó đẹp ghê. Gì? Máy treo bị hư rồi, mua loại khác cho có. Phá nữa, máy treo tôi đang xài ngon kêu máy hư rồi. Bậy nè, bậy. Sư phụ bây giờ nghèo. Ồ, máy của chị bị hư á hả? Xin lỗi luôn, cũng có nhiều loại quá em cũng không biết nữa chị ơi. Cái đó em nè. Em xin lỗi nha, em đọc không mình lộn. Tưởng chị nói em là máy của em hư rồi, bỏ đi mua cái khác. Biết mà. Hello Hồng Phạm, em yêu của anh ơi. Lúc này em làm giỏi lắm rồi đúng không? Nghe nói là nghe mấy người ở bên đó nói là Hồng Phạm bây giờ làm chùm sóng đĩ. Ghê không? Làm mà chùm sóng đĩ ghê không? Ghê không? Nghe nó dữ dằn không? Trời ơi. Màu đẹp quá ha chị em ha. Màu đơn giản nhìn đẹp nhức nách luôn. Đẹp quá đẹp. Mua gì, mua máy nào thì cho tốt sư phụ. Ồ thì thường tình yêu nghĩ chắc cũng không biết nữa, mình cũng không biết nữa chị Hồng ơi, cái đó mình ra mình lựa chứ mình không biết đâu. Cảm ơn xem Nguyễn, đẹp quá, màu đẹp, màu tình yêu đúng thiệt đẹp, màu đẹp lắm, mình làm dễ làm nữa. Thấy không, nhìn khi mình làm lên, mình sơn top lên nó đẹp. Ăn mà đi chơi miết lên nha con kia. Chân cẳng không lo đi làm đâu, lo đi chơi miết à. Đó. Dạ cảm ơn chị Thúy Nguyễn, cảm ơn mọi người đã theo dõi và nhìn thấy được những cái điều mà tình yêu nói đúng không. Nhiều khi cái anh em mình lâu lâu có dịp lên tâm sự trên mạng rồi nói về ngành nail chút đỉnh, tuy rằng là tình yêu không có dám nói nhiều và tại vì sao mình cũng chẳng giỏi hơn ai, nhưng mà mình có thể mình tâm sự về cái cách nghĩ suy nghĩ của mình thôi đúng không. Suy nghĩ của mình thì mình nên nói ra, có những cái mình phải nói mình. Hola mami, ¿qué pasó? Sí, la uña, venta, sí, venta, blanco. No, es mismo de la blanca. Es white chip. White chip. The white chip. Es la blanca. No, the other one. No, this one. The color? No, the color. The color of the color? The powder. The color? 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 Powder color, just it's color. Color. Oh, it's the clear. Okay, clear. Yeah. And no color. No. Okay. And no pellicle. No. Okay. Sin color mucho. Siéntate. Trời, nói tiếng mẹ quá trời nói luôn. Nó như gió luôn. Anh chị em thấy đẹp không? Đó, anh chị em nhớ không? Mấy cái bàn tay ngón bự nè, mình phải làm cho nó thon thả nha. Mình nói rồi, mình chỉ rất là kỹ nè, mình phải hai bên cái đường này nó thẳng. Ba là một. Ba là chị làm chân đi. Thì ai biết đâu chị đâu chị. Thì đã làm cũng được. Để tí xíu chị làm cái khác. Rồi, bây giờ mình... Đây. Là mình bỏ đây cho mọi người coi cái nữa. Quay. You somebody wanna see the last one. You wanna go? Yeah. See? Đó. Nhìn vô đẹp không? Nhìn đẹp nhức nách luôn. No, I say show somebody the last one. I didn't go. Rồi, anh chị em cho vài trái tim đi rồi mình... Rồi mình chia tay nha mọi người. Wow. It's beautiful. Màu ombre rất là đẹp luôn.